lộ diện nhiều cổ đông tại các ngân hàng lớn. Đất hết hạn, không gia hạn sẽ bị thu hồi. Bộ Công an đề xuất quy chuẩn quốc gia về biển số xe. Đề xuất quy định lương tối thiểu 2 người đi làm đủ sống cho 4 người. Sách giáo khoa đầu năm học tràn lan sách giả, phụ huynh nên cẩn trọng. Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu. Hiểu về dự thảo bảng giá đất mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả sẽ có trong bản tin chuyển động kinh tế ngày hôm nay. Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin chuyển động kinh tế của Báo Thanh Niên. Xin kính chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin sáng nay, mời quý vị cùng theo dõi. Vâng thưa quý vị, các ngân hàng đã bắt đầu công bố danh sách những cổ đông đang sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo luật các tổ chức tín dụng 2024. Trong đó thì có hai ông lớn trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank và Vietinbank đã công bố danh sách này. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank công bố tính đến ngày 20 tháng 7 chỉ có một tổ chức là Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore GIC với số cổ phần sở hữu là hơn 93,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,67% vốn điều lệ. Danh sách này không công bố tỷ lệ sở hữu của nhà nước. Theo báo cáo thường niên năm 2023, nhà nước vẫn đang sở hữu 74,8% vốn điều lệ tại Ngân hàng Vietcombank và cổ đông chiến lược Mizuho Bank cũng nắm giữ 15% vốn của nhà băng này. Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank công bố có 3 cổ đông tổ chức sở hữu từ 1% vốn điều lệ bao gồm MUFG Bank, Công đoàn Vietinbank, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Tổng số cổ phần các cổ đông này nắm giữ hơn 1.178 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu hơn 21,95% vốn điều lệ của ngân hàng. Trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam nắm 57,6 triệu cổ phiếu CTG, tương ứng 1,07% vốn điều lệ. Công đoàn Vietinbank nắm giữ hơn 61,6 triệu cổ phiếu CTG, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là 1,15%, và MUFG Bank đang là tổ chức nắm giữ nhiều cổ phiếu CTG nhất với hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương đương với 19,73% vốn điều lệ ngân hàng. Danh sách này không nhắc đến cổ đông lớn nhất tại Vietinbank là Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ sở hữu là 64,46% vốn. Riêng với những ngân hàng thương mại khác thì danh sách cổ đông sở hữu từ 1% trở lên nhiều hơn. Chẳng hạn như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank công bố có 17 cổ đông sở hữu trên 1%. Tổng cộng số cổ đông đang nắm gần 5,1 tỷ cổ phiếu, tương đương 64,2% vốn điều lệ ngân hàng. Trong đó, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đang sở hữu 328,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,14% vốn. Ngoài ra, những người có liên quan với Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng nắm giữ 2,34 tỷ cổ phiếu, chiếm 29,5% vốn điều lệ, nâng tỷ lệ sở hữu của tổng nhóm có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VPBank lên 33,64% vốn. Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có công văn gửi đến các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh, các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng. Để kịp thời thực hiện Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 102 năm 2024 nhằm đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông niêm yết về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất đã hết hạn, sắp hết hạn để thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư, làm cơ sở cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng lưu ý các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khẩn trương liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện điều chỉnh hoặc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư và nộp hồ sơ gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp đã hết hạn, sắp hết hạn tại Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện và thành phố Thủ Đức để được xem xét gia hạn theo quy định. Hết thời hạn theo quy định mà người sử dụng đất chưa nộp hồ sơ gia hạn sử dụng đất thì sẽ bị thu hồi đất. Được biết, Luật Đất đai năm 2024 quy định thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng trong hạn mức quy định tại Điều 176 của luật này là 50 năm.
Khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định này mà không phải làm thủ tục gia hạn. Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất phải nộp hồ sơ chậm nhất là 6 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất. Quá thời hạn phải nộp hồ sơ, đề nghị gia hạn mà người sử dụng đất không nộp hồ sơ thì không được gia hạn, trừ trường hợp bất khả kháng. Trường hợp không được gia hạn sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất theo quy định. Thời hạn thực hiện các thủ tục theo quy định do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng không quá 7 ngày làm việc. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển số xe. Đây là một trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo sau khi luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7. Theo tờ trình của Cục Cảnh sát Giao thông, thì công tác sản xuất, cung ứng biển số xe đang được thực hiện bởi các cơ sở sản xuất thuộc Bộ Công an, gồm 2 doanh nghiệp thuộc Cục Công nghiệp An ninh và 4 đơn vị trực thuộc Công an cấp tỉnh. Tuy nhiên thì hiện nay mới chỉ có tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an về biển số xe cơ giới, khuyến khích áp dụng cho các cơ sở sản xuất biển số xe, cơ quan quản lý và cơ quan đăng ký xe. Và trong khi đó thì chưa có quy định mang tính thống nhất bắt buộc áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan đến sản xuất, cung ứng biển số xe, cấp thu hồi đăng ký biển số xe của Bộ Công an. Thực tế này thì đòi hỏi cần có một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển số xe. Quy chuẩn này sẽ là tài liệu kỹ thuật phục vụ việc sản xuất, cung ứng sản phẩm biển số xe, cấp thu hồi đăng ký biển số xe, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu định danh biển số xe, nhận diện xe trong giao thông thông minh, đồng thời là căn cứ phục vụ công tác quản lý chất lượng sản phẩm biển số xe. Quy chuẩn áp dụng đối với việc sản xuất, cung ứng biển số xe, cấp thu hồi đăng ký biển số xe của Bộ Công an, không áp dụng đối với việc đăng ký cấp biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng. Theo dự thảo quy chuẩn, Bộ Công an đang lấy ý kiến biển số xe được sản xuất bằng hợp kim nhôm, có màng, mực phản quang, ký hiệu bảo mật công an hiệu đóng chìm rõ nét, các chữ số và ký hiệu được dập nổi có chiều cao từ 1,6 đến 1,8mm. Biển số xe thành phẩm đảm bảo đúng kích thước, chất lượng và bảo mật, nét chữ và số sắc gọn, không nhòe mực, dễ dàng nhận biết thông tin. Màng phản quang được dán vào tấm hợp kim nhôm, không có vết rỗ khí. Biển số xe ô tô gồm biển ngắn và biển dài. Biển ngắn có hình chữ nhật kích thước 330 x 165mm, 4 góc được bo tròn. Biển dài có hình chữ nhật kích thước 520 x 110mm, 4 góc được bo tròn. Biển số xe mô tô có hình chữ nhật kích thước 190 x 140mm, 4 góc được bo tròn. Về màu sắc, dự thảo quy chuẩn phân chia theo từng loại biển số, trong đó biển số nền màu trắng có viền ngoài, chữ số và ký tự sơn màu đen. Biển số nền màu vàng có viền ngoài, chữ số và ký tự sơn màu đen. Biển số nền màu xanh có viền ngoài, chữ số, các ký tự sơn màu trắng. Biển số xe dành cho cơ quan ngoại giao, lãnh sự, tổ chức quốc tế và các biển số xe phục vụ hội nghị, thể dục, thể thao có màu sắc theo quy định riêng và được Bộ Công an phê duyệt. Vẫn theo dự thảo quy chuẩn, định kỳ 3 tháng, đơn vị sản xuất phải lấy mẫu ngẫu nhiên 3 phôi biển số xe hoặc 3 phôi biển số trong tổng số 30.000 phôi biển số xe đưa vào sản xuất, tức phôi biển số xe lưu mẫu, để phục vụ kiểm tra khi có yêu cầu của đơn vị quản lý. Thời gian lưu mẫu là 5 năm kể từ ngày lấy mẫu. Các cơ sở sản xuất phải xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất biển số và nhập các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất biển số xe để phục vụ công tác quản lý sản xuất, cung cấp biển số xe. Định kỳ 6 tháng, cơ sở sản xuất biển số phải báo cáo kết quả sản xuất biển số xe và công tác quản lý dữ liệu sản xuất biển số xe về Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an. Cơ sở sản xuất biển số xe phải được kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy trình sản xuất, cung ứng biển số xe định kỳ 2 năm một lần, tối đa không quá 3 năm, tức kiểm tra đánh giá định kỳ. Cục Cảnh sát Giao thông chủ trì phối hợp với Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an thực hiện việc kiểm tra đánh giá định kỳ các cơ sở sản xuất biển số xe. Thưa quý vị, nguyên Phó Thủ tướng, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân mới đây đã có một số góp ý trong dự thảo luật dân số do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội. Trong đó có đề xuất rất đáng chú ý là để mỗi gia đình có thể sinh được 2 con thì thu nhập của 2 người đi làm trong một gia đình phải đảm bảo nuôi được 4 người. Đối với người trẻ thì thời gian lao động cần đủ ngắn để có thời gian tìm bạn đời, chăm sóc bản thân và gia đình. Thời gian làm việc của người lao động phải đủ ngắn, 8 giờ lao động mỗi ngày, 40 giờ mỗi tuần, để họ có thời gian tìm bạn đời, chăm sóc con cái, gia đình,
và sở thích riêng tư. Đây là một trong số 11 giải pháp được nguyên Phó Thủ tướng, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân đưa ra tại hội thảo góp ý hoàn thiện chính sách trong dự thảo luật dân số do Bộ Y tế tổ chức mới đây tại Hà Nội. Theo giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, để mỗi gia đình có thể sinh được 2 con, thì thu nhập 2 người đi làm trong một gia đình phải nuôi được 4 người, gồm 2 người lớn, 2 trẻ con. Chính phủ, các doanh nghiệp và người lao động, công đoàn cần thống nhất nhận thức và giải pháp để gia đình có 2 người đi làm, có đủ thu nhập để 2 con được nuôi dạy, học hành đàng hoàng. Ông Nhân kiến nghị cần chuyển từ quy định lương tối thiểu sang quy định lương đủ sống tối thiểu cho gia đình 4 người. Các giải pháp cần toàn diện, trong đó thị trường nhà ở cần có tính cạnh tranh, có sự hỗ trợ và giám sát của nhà nước để người lao động có thể thuê hoặc mua được nhà với giá cả chấp nhận được, để nhà ở không trở thành một điều kiện khi kết hôn. Điều kiện làm việc, chế độ thai sản, chế độ lương và thăng tiến ở doanh nghiệp phải khuyến khích việc lập gia đình và sinh con, không tạo ra xung đột giữa công việc với gia đình và khi có con cái. Cạnh đó, theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cần thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, trẻ từ 3 tháng tuổi đến 5 tháng tuổi, để cha mẹ có điều kiện làm việc và phát triển cả khi sau sinh, con còn nhỏ. Phát triển hệ thống giáo dục công lập và ngoài công lập để phổ cập tiểu học, trung học cơ sở và phổ cập nghề. Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý về các yếu tố cần có sau kết hôn. Ông Nhân cho rằng cần có sự chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng trong công việc gia đình, nuôi dạy con, cần thực hiện bình đẳng giới thực sự. Cùng đó, nguyên Phó Thủ tướng đề xuất nhiều nội dung liên quan đến chất lượng sống trong mỗi gia đình, đó là hạnh phúc. Nguyên Phó Thủ tướng, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân đề xuất cần dạy cách làm vợ, làm chồng hạnh phúc, làm cha mẹ hạnh phúc và xây dựng gia đình hạnh phúc từ bậc học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Cần dạy môn hạnh phúc học của người Việt Nam ở các bậc học. Đề cập đến môi trường xã hội, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị cần xây dựng môi trường thân thiện với trẻ em, người mẹ và gia đình, thể hiện sự trân trọng của xã hội với những người làm tròn trách nhiệm công dân để đất nước phát triển bền vững về lao động và dân số. Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nêu giải pháp rằng nhà nước nên có chương trình hỗ trợ thiết thực cho các cặp vợ chồng vô sinh, chữa bệnh để sinh con, các gia đình tự quyết định số con và thời điểm sinh con, phát triển hệ thống tư vấn chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ sinh sản. Với việc hướng đến các chính sách phù hợp nhất, trong bối cảnh Việt Nam xuất hiện xu hướng người trẻ ngại kết hôn và sinh con, tốc độ tăng dân số giảm. Vâng, thưa quý vị, theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì từ cuối tháng 5 đến nay, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố phía Nam phát hiện và thu giữ hơn 4 triệu cuốn sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, bao bì của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách giả không chỉ gây thiệt hại cho nhà xuất bản mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Sau đây thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị phân biệt sách giáo khoa giả và thật. Thưa quý vị, đầu năm học mới là thời điểm mà các bậc phụ huynh đang tất bật tìm mua sách giáo khoa cho con. Tuy nhiên, không ít người gặp phải tình trạng mua nhầm sách giả. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của các nhà cung cấp sách, mà nguy hiểm hơn còn gây ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em học sinh. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, từ cuối tháng 5 đến nay, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố phía Nam phát hiện và thu giữ hơn 4 triệu cuốn sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu bao bì của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Những cuốn sách này được sao chép hoặc scan lại từ sách thật, một số chỗ được gõ lại văn bản khiến nội dung trong sách không còn chính xác hoặc thiếu sót. Hiện nay sách giả và sách thật thì mình cũng không có phân biệt được nhiều. Nói chung là chọn những cái nơi mà uy tín để mình chọn sách cho bé thôi. Nhìn bình thường thì sẽ không phân biệt được đâu. Tại vì mình cũng không có, mình chưa có biết cái quyển thật á để mình có thể so sánh đó mà. Thực ra mình không có đủ chuyên môn hoặc là đủ cái cách nhìn á để mình có thể là phân biệt được cái sách nào là thật, sách nào là giả. Lực lượng chức năng cho biết, những nơi kinh doanh sách giả thường có các chiêu trò quen thuộc để tiêu thụ. Thứ nhất, những nơi này trà trộn xen lẫn sách giả và sách thật trong một thùng sách trông sách. Thứ hai, khi bán lẻ tại cửa hàng, họ bán sách giáo khoa thật, nhưng khi có đơn hàng lớn đến các đại lý nhỏ thì sẽ xuất hàng từ kho là sách giả. Tinh vi hơn, các đơn vị làm sách giả sẽ đóng bộ, đóng màng co xen lẫn sách giáo khoa giả và sách thật để bán lẻ cho phụ huynh và giao cho các đơn vị mua sách số lượng lớn. Có hai đặc điểm để người mua có thể phân biệt được sự khác nhau giữa sách giáo khoa giả và thật. Đặc điểm thứ nhất,
sách giáo khoa giả, sách in lậu thường là các sản phẩm kém chất lượng, màu sắc không được tự nhiên, ánh đen, khó xem vì sử dụng chất liệu giấy mực in không chất lượng, nội dung trên sách bị mờ, mực in không đều, chỗ đậm chỗ nhạt. Trong khi đó, sách thật sẽ có hình ảnh sắc nét phù hợp với thị lực người dùng. Nếu đặt cạnh sách thật, dễ dàng nhận thấy các hình ảnh trong sách giả đều không đẹp, chất lượng kém và có phần tối hơn. Mỗi cuốn sách giáo khoa của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đều được dán một mã thẻ cào riêng nằm ở vị trí cuối trang bìa phía sau. Để kiểm tra nguồn gốc sách, người dùng có thể cào tem, sau đó dùng điện thoại quét mã QR để xác thực sách thật. Sách giả thì nó có cái nguy hại cho học sinh. Thứ nhất là bởi vì là nó dùng bản chính scan lại, cho nên là cái việc mà về thông tin dữ liệu nó sẽ bị là xô lệch, nó mất thông tin, đặc biệt là đối với những sách mà có các cái trang biểu đồ, bản đồ, sơ đồ là rất dễ bị sai ở những chỗ đấy. Còn ngoài ra thì sách giả nó cũng về có những cái đóng sách là nó đóng lộn trang, lộn đầu, vân vân. Và đặc biệt thì đối với sách giả nó còn hiện nay thì nó có công nghệ cao là nó làm tem giả. Đó, tem đó là để nhận dạng, để sách thật hay sách giả, nhưng mà họ làm tem giả thì khi mà phụ huynh học sinh cào ra thì sẽ không đăng nhập được vào cái trang website học liệu điện tử của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Và từ đó thì các em học sinh sẽ mất đi một cái quyền lợi là được sử dụng sách điện tử. Và đặc biệt đối với môn tiếng Anh thì trên cái trang học liệu đấy có rất nhiều hỗ trợ về các đề bài kiểm tra mà được công nghệ AI là sử dụng để chấm điểm tự động cho các em. Bắt đầu từ năm học 2024-2025, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ triển khai đến các lớp 5, 9 và 12. Theo đó, danh mục sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng gồm các bộ sách Chân trời sáng tạo, Cành diều, Kết nối tri thức với cuộc sống. Để tránh mua phải sách giả, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam khuyến cáo phụ huynh nên mua sách tại các nhà sách lớn uy tín tại địa phương hoặc hệ thống các cửa hàng của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cái thứ nhất là để mà ngăn chặn cho cái việc mà phụ huynh học sinh mua nhầm sách giả thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng để tìm phát hiện những cái đơn vị kinh doanh sách giả, những đơn vị in ấn sách giả để ngăn chặn kịp thời những cái hành vi vi phạm pháp luật đấy, đảm bảo cho cái quyền lợi của người tiêu dùng. Thứ hai là chúng tôi cũng cái khâu tuyên truyền đến các phụ huynh thông qua các kênh truyền thông của nhà xuất bản giáo dục để phụ huynh ý thức được việc mua sách cho con em mình một cách đúng, đảm bảo quyền lợi cho con em mình trong việc sử dụng sách thật sẽ được sử dụng những cái học liệu điện tử hoặc là những cái sách đảm bảo thông tin chi tiết ở trên sách được đảm bảo đúng, chính xác. Và cái thứ ba là cái khâu mua sắm thì phụ huynh cũng cần chọn những cái nơi mua uy tín. Như ở các tỉnh, địa phương chúng tôi đều có công ty sách thiết bị trường học địa phương là những nơi mà đại lý chính thức của hệ thống nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Và ngoài ra có những nhà sách lớn ở các địa phương cũng đảm bảo uy tín, hoặc mua tại trường, nếu đăng ký nhờ trường mua hộ cũng rất là đảm bảo về tính an toàn là sách giả, sách thật. Hoặc chúng ta có thể mua sách online trên đúng website là chính thống, là website phuongnamretail.vn hoặc Shopee giáo dục.phuongnam. Không tránh mua những cái website mà được chào nhiều trên các trang Facebook, là những cái đó là những cái sách không chính thống, không đảm bảo nguồn gốc. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua ngày 8 tháng 8 thì Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố thông tin điều hành giá xăng dầu. Với diễn biến rất bất ngờ khi giá bán các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm sâu, nhiều nhất là giảm 930 đồng trên một lít. Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 còn 20.715 đồng một lít, giảm 901 đồng một lít. Xăng RON 95 còn 21.673 đồng một lít, giảm 930 đồng một lít. Dầu diesel 0,05S còn 19.141 đồng một lít, giảm 737 đồng một lít. Dầu hỏa còn 19.411 đồng một lít, giảm 684 đồng một lít. Dầu mazut còn 16.028 đồng trên 1 kg, giảm 858 đồng một kg. Đây là kỳ giảm giá xăng liên tiếp thứ 2 trong tháng 8 và kéo dài xu hướng giảm từ trung tuần tháng 7 đến nay. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Theo Liên Bộ Công Thương, Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 chịu ảnh hưởng của các yếu tố như dự trữ dầu thô của Mỹ giảm xuống, nhu cầu dầu của Trung Quốc tiếp tục xu hướng giảm, căng thẳng ở mức cao tại khu vực Trung Đông, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Các yếu tố vừa nêu khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động tăng, giảm đan xen nhưng giảm là chủ yếu. Quý vị thân mến, thời gian gần đây thì có một loại phụ kiện đang trở nên rất phổ biến đối với giới trẻ. Chúng có kích thước nhỏ với hình dáng lai giữa thỏ và quái vật cùng hàm răng nhọn. Loại phụ kiện này có tên là Labubu. Việc sưu tầm chúng trở thành một trào lưu của giới trẻ và nhiều người đã sẵn sàng chi trả hàng triệu đồng để săn những mẫu độc lạ. Mình đã chơi Labubu đến nay là được khoảng 2 tháng rồi. Thật ra là con này của mình là được một người bạn của mình tặng cho mình. Nhưng mà gì? Labubu là nhân vật quái vật thỏ được sáng tạo bởi nghệ sĩ Ca Sinh Luân từ năm 2015. Nổi bật với ngoại hình độc đáo, với đôi tai dài và hàm răng nhọn tên quái, Labubu đang gây sốt ở Việt Nam. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi tiền triệu để mua những chú Labubu độc và hiếm. Tham gia sưu tầm đồ chơi nghệ thuật Art Toys được 2 tháng, anh Huỳnh Minh Tân, 35 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, đã chi hơn 30 triệu đồng cho thú vui này. Trong các nhân vật Art Toys, anh Tân ưu tiên mua Labubu. Theo tìm hiểu, mô hình Labubu có giá trung bình từ 280.000 cho đến 300.000 đồng khi mua trực tiếp tại cửa hàng. Điểm tạo nên sức hút và cương cuồng món đồ chơi này đến từ việc mỗi set chủ đề sẽ có ít nhất một hộp chứa mô hình đặc biệt gọi là Secret, tức bí mật. Với những set hot trên thị trường, giá của mỗi hộp mô hình có thể bị đẩy lên ít nhất 10% đến 20%. Riêng mô hình Secret thì có thể gấp 10 lần vì nhu cầu sưu tập quá lớn. Theo nhiều người chơi Labubu, cách săn Labubu thông thường vẫn là tại cửa hàng hoặc theo dõi livestream của các seller, tức người bán hàng. Việc theo dõi livestream vẫn được nhiều người thích vì người chơi không chỉ mua được sản phẩm được nhường lại với mức giá linh hoạt mà có thêm một kênh để giao lưu, chia sẻ thông tin về xu hướng này. Với mình thì mình nghĩ là mỗi người sẽ có một sở thích riêng nên là việc các bạn xếp hàng để vào Labubu mua cũng như là khi mà Pokemon Store mới mở tại Việt Nam cũng là không có gì để phải lên án hay là có gì đáng nói nhiều cả. Mình có thể tôn trọng sở thích của người khác. Theo cơn sốt Labubu, các món đồ phụ kiện, quần áo cho Labubu cũng tăng nhiệt mạnh. Một cửa hàng quần áo có thâm niên 10 năm tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, tranh thủ trào lưu này đã tung ra các mẫu áo dành cho Labubu với phiên bản thu nhỏ từ quần áo thật mà cửa hàng đang kinh doanh. Labubu còn có thể mua thêm giày để đi. Các mẫu này chỉ mới ra mắt chưa được một tuần nhưng bán rất đắt hàng. Đầu tiên thì khách hàng khá là bất ngờ vì kiểu như là có cả sản phẩm dành cho cả Labubu, kiểu như là lại có sản phẩm dành cho người kiểu có hàng mặc cặp chung với Labubu. Áo thì có giá là 166, còn quần là 188.000. Hầu như là những bạn trẻ và cũng có cả những tập khách nước ngoài cũng rất là đón nhận. Anh Tuấn, 28 tuổi, Hà Nội cho biết có những bộ trang phục anh đặt mua riêng có giá từ 400.000 đến 500.000 đồng, giá ngang với quần áo cho người mặc. Dù giá cao nhưng vì mẫu mã đẹp, anh vẫn chấp nhận xuống tiền để mua cho Labubu. Với mình thì mình chỉ nghĩ là một bộ quần áo hay là một cái mũ của Labubu cũng đã đủ giúp cho nó có một sự đặc biệt hơn. Và với mình thì đây là mình mua một bộ duy nhất cho con Labubu của mình. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, 63 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, là người say mê búp bê, yêu đan len từ khi nghỉ hưu. Trong cơn sốt Labubu, nữ cán bộ hưu trí cũng cho ra nhiều mẫu quần áo, mũ nón móc len dành riêng cho thỏ răng nanh. Theo tìm hiểu, lượng đơn đặt hàng cho các mẫu len đan tay thủ công này tăng mạnh do thiết kế dễ thương, không đụng hàng. Ghi nhận sự phản hồi tích cực từ khách hàng, chủ cửa hàng dự định sẽ tiếp tục thiết kế và tung ra nhiều mẫu quần áo phụ kiện mới để đón đầu xu thế thời trang cho những người hâm mộ Labubu. Vâng, thưa quý vị, dự thảo bảng giá đất mới của thành phố Hồ Chí Minh nếu áp dụng thì sẽ không chỉ tiền sử dụng đất của người dân tăng mà còn khiến giá nhà đất và cả ngân sách cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Dù thành phố Hồ Chí Minh đã tạm dừng áp dụng bảng giá đất mới từ ngày 1 tháng 8 theo kế hoạch, nhưng nỗi lo ngại giá bất động sản tăng, gánh nặng tiền sử dụng đất tăng vẫn còn nguyên. Và để hiểu đúng và đủ về bảng giá đất điều chỉnh, hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay ông Phan Công Tránh, chuyên gia tài chính bất động sản, tổng giám đốc Phú Vinh Group. Xin chào ông. Xin chào Phương Thúy và xin chào khán giả của Thanh Niên. Dạ vâng, thưa ông có thể giải thích lý do tại sao mà thành phố Hồ Chí Minh lại quyết định điều chỉnh bảng giá đất mới và mục tiêu chính của việc này là gì ạ? Tinh thần của bảng giá đất mới mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có cái dự thảo để mà ban hành thì nó sẽ giúp để giải quyết một cái câu chuyện rất là lớn
trong tinh thần của luật đất đai 2024, đó là câu chuyện là kéo cái giá của quy định của nhà nước về sát với lại cái giá thị trường. Và từ cái câu chuyện này thì nó sẽ tạo nên cái động lực để có những cái chính sách thu hồi, bồi thường hợp lòng dân hơn, cũng như là câu chuyện là thúc đẩy nhanh cái câu chuyện về bồi thường giải phóng mặt bằng và khiến cho các cái công trình đầu tư công sẽ được nhanh chóng để đưa vào hoạt động và thúc đẩy cái câu chuyện là kinh tế nói chung của Việt Nam. Dạ vâng, việc tăng giá đất từ 5 đến 70 lần sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và trung bình như hiện nay? Đối với cái câu chuyện mà bảng giá đất dự thảo đó, thì có những cái nơi nó tăng từ 5 đến khoảng 70 lần, thì sẽ có những cái nhóm bị tác động khác nhau. Cái nhóm mà bị tác động mà tôi nghĩ là nhiều nhất có lẽ là những cái người dân ở ngoại thành đang có cái nhu cầu để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ví dụ từ đất nông nghiệp lên thành đất ở. Thì trước đây theo cái bảng giá đất cũ thì do cái mức độ chênh lệch nó rất là lớn giữa cái quy định của nhà nước với lại cái giá thị trường, cho nên là họ sẽ đóng một cái mức tiền sử dụng đất rất là thấp, thuế sử dụng đất rất là thấp. Nhưng mà khi mà có cái bảng giá đất dự thảo được ban hành thì rõ ràng rằng là với cái câu chuyện là chúng ta sẽ cập nhật nó gần hơn với giá thị trường, thì nó khiến cho cái tiền sử dụng đất mà các cái hộ gia đình này hoặc là những cá nhân này đóng nó phải bị tăng lên. Và cái điều đó nó làm cho họ cảm thấy là bị lo lắng. Chưa kể là cái việc áp dụng nó theo cái quan điểm của tôi là cũng tương đối gấp gáp, cho nên là khiến cho cái dư luận và đặc biệt là những cái người mà bị ảnh hưởng quyền lợi họ có những cái phản ứng cũng như là những cái bức xúc nhất định đối với cái câu chuyện về bảng giá đất trong cái dự thảo lần này. Dạ vâng. Vậy thì đối với nền kinh tế nói chung của chúng ta và về nhóm bất động sản nói riêng, thì cái việc tăng giá đất này ông có thể phân tích rõ hơn về cái tác động tích cực cũng như là tiêu cực ảnh hưởng đến không? Rõ ràng là câu chuyện bảng giá đất được áp dụng với cái mức tăng như lần này thì nó sẽ có hai cái tác động. Thứ nhất, đối với các nhóm các cái dự án mà đã hoàn thành cái tiền sử dụng đất thì đây có thể được xem giống như là một cái lợi thế cho các chủ đầu tư trong cái việc triển khai. Nhưng mà nhóm các cái chủ đầu tư hoặc là những nhà phát triển dự án, họ đang trong cái quá trình tức là tạo lập dự án mà chưa phải đóng tiền sử dụng đất, thì với cái giá mức tăng lần này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái FS, tức là cái phương án mà tính toán khả thi, trong đó là phương án tài chính rất quan trọng, bởi vì cái tiền sử dụng đất lúc đó nó được xem giống như là một nguyên liệu đầu vào, cái cấu thành đầu vào của các cái dự án. Và với một cái mức tăng như vậy thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng lên tổng cái mức đầu tư của dự án, và như vậy nó sẽ làm cho cái giá thành của sản phẩm tăng. Và khi giá thành sản phẩm tăng thì chắc chắn là các chủ đầu tư, các nhà phát triển dự án họ sẽ tăng cái giá bán để bù vào cái phần tiền sử dụng đất tăng này, và cuối cùng thì nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả, đó là sản phẩm bất động sản nó sẽ tăng giá. Đấy là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện rất quan trọng, đó là thu hút đầu tư. Đối với các cái nhóm đầu tư dự án của các cái doanh nghiệp FDI liên quan đến khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cái dự án phát triển đô thị, nhà ở khác, thì cái tiền sử dụng đất tăng nó cũng sẽ làm cho cái việc là tổng cái mức đầu tư của dự án nó tăng. Mà như vậy thì chắc chắn là nó cũng sẽ gây ra một cái sự quan ngại rất lớn, bởi vì khi mà cái tổng cái mức đầu tư tăng thì phải bố trí thêm tài chính, và nó làm cho cái mức cạnh tranh của cái dự án đó khi mà có sản phẩm tung ra thị trường nó cũng sẽ là một cái ảnh hưởng rất lớn đến cái câu chuyện mà thu hút đầu tư của các cái địa phương nói chung. Dạ vâng, theo ông thì những chính sách hỗ trợ nào cần được triển khai để giảm thiểu những cái tiêu cực và giúp cho người dân có thể tiếp cận bất động sản và mua nhà ở một cách dễ dàng hơn? Tôi cho rằng là cái câu chuyện dự thảo bảng giá đất của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng đang được các địa phương người ta nhìn vào, bởi vì Thành phố Hồ Chí Minh có thể nói là đi tiên phong. Nhưng theo tinh thần của luật đất đai 2024 á, trong các cái điều khoản chuyển tiếp thì cái bảng giá đất sẽ được áp dụng chính thức trên toàn quốc vào ngày 1 tháng 1 năm 2026. Tức là chúng ta còn khoảng 14-15 tháng nữa để cho cái công tác chuẩn bị cũng như công tác tuyên truyền, công tác vận động để người dân người ta hiểu đúng và đủ về cái tinh thần. Một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh khi mà đi tiên phong như vậy thì rõ ràng rằng là nó cũng đã gây ra những cái câu chuyện là những cái phản ứng của người dân, của dư luận với những cái người mà bị ảnh hưởng rất nhiều về quyền lợi. Thì như vậy thì có các cái giải pháp khả thi mà tôi nghĩ rằng là cơ quan quản lý nhà nước cũng nên cân nhắc. Thứ nhất đó là phải có một cái lộ trình nó tương đối là nó phù hợp hơn, cụ thể hơn là có thể cái thời gian nó phải kéo dài hơn để cho mọi người có cái thời gian để chuẩn bị cái năng lực tài chính để có thể đáp ứng được cái câu chuyện về cái sự thay đổi rất lớn trong cái bảng giá đất. Câu chuyện thứ hai đó là phải đẩy mạnh các cái hoạt động về tuyên truyền, về
định hướng, tức là cho người dân hiểu đúng và đủ về cái tinh thần của cái bảng giá đất. Bởi vì khi mà chúng ta đẩy cái bảng giá đất lên ở một cái mức mà nó tiếp cận với thị trường thì cũng có những nhóm người dân hưởng lợi, ví dụ chẳng hạn bồi thường, giải phóng, tái định cư. Thì trước đây ví dụ chẳng hạn như là với cái bảng giá đất cũ thì nó gây ra rất là nhiều những cái bức xúc, bởi vì người dân người ta cho rằng là người ta nhận không đúng cái mức giá theo giá thị trường. Thì bây giờ với bảng giá đất mới thì tôi cho rằng là cái sự tiếp cận nó sẽ trơn tru hơn, nó thuận lợi hơn và nó hợp lòng dân hơn. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, như chúng ta cũng đã phân tích, thì có những người dân bị ảnh hưởng, và như vậy thì công tác tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh để cho người dân có một cái khoảng thời gian nữa để họ chuẩn bị, hoặc là có thể áp dụng một số chính sách ưu đãi, chẳng hạn như là tôi nghĩ là một số cái đề xuất như là câu chuyện là có thể ban hành một cái bảng giá đất nhưng mà cái mức đóng thì có thể là nó sẽ áp dụng bằng con số tương đối, chẳng hạn như là 10, 20, 30, 40, 50% trên cái bảng giá đất mới liên quan đến các cái quyền được chuyển mục đích sử dụng đất của các người dân và hộ gia đình. Và từng bước nó làm cho cái câu chuyện này nó trở nên nó nhẹ nhàng hơn, người ta hiểu đúng và đủ và người ta có thời gian chuẩn bị. Thì tôi nghĩ là cái mức độ tiếp nhận nó sẽ thuận lợi hơn. Có lẽ là đa số người dân của chúng ta thì hiện tại vẫn còn đang chưa hiểu lắm về cái mục đích cũng như là những cái quyết định về việc nâng cái bảng giá đất này. Thế là nhiều người vẫn rất bức xúc bởi vì nghĩ rằng là nâng có nghĩa là sẽ tăng cao lên và họ sẽ bị thiệt đi và sẽ rất khó tiếp cận để có thể mua được một căn nhà để sinh sống, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, dù bảng giá đất thuộc thẩm quyền của thành phố nhưng có quyền quyết định ban hành và có thể rời lại vào ngày 1 tháng 1 năm 2026, không nhất thiết áp dụng ngay bây giờ. Và hiện nay thì không có quy định bắt buộc phải ban hành ngay tại thời điểm ngày 1 tháng 8, mà luật đất đai có quy định các địa phương bắt buộc ban hành bảng giá đất lần đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Do vậy mà chúng ta hãy chờ xem cơ quan chức năng cân nhắc và đánh giá tác động của bảng giá đất mới đến hoạt động đầu tư và kinh doanh như thế nào. Xin cảm ơn ông Phan Công Tránh đã dành thời gian đến buổi trao đổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn Phương Thúy và xin chào khán giả của Thanh Niên. Quý vị đang đến với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, trong số trước thì chúng tôi đã đưa tin về việc tòa án liên bang tại Mỹ vừa đưa ra phán quyết Google đã vi phạm quy định về độc quyền trong lĩnh vực tìm kiếm. Theo hãng tin Reuters, phán quyết chống độc quyền nhằm vào Google rất có thể sẽ khiến Apple thiệt hại 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Và việc này có liên quan đến thỏa thuận giúp công cụ tìm kiếm của Google đang là mặc định trên các thiết bị của Apple. Vụ kiện Google do Bộ Tư pháp Mỹ khởi xướng từ năm 2020 cáo buộc Alphabet, công ty mẹ của Google, đã thực hiện các hoạt động độc quyền để duy trì vị thế thống lĩnh trên thị trường. Theo cáo buộc, Google đã chi hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm để đảm bảo công cụ tìm kiếm của mình trở thành lựa chọn mặc định trên các thiết bị toàn cầu. Đây được cho là hành vi bất hợp pháp nhằm duy trì vị thế thống lĩnh thị trường. Trong đó, năm 2021, Google đã chi 26,3 tỷ đô la Mỹ để đảm bảo vị thế là công cụ tìm kiếm mặc định, qua đó duy trì thị phần áp đảo. Đặc biệt, Google phải trả cho Apple khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng năm, tương đương khoảng 36% số tiền mà gã khổng lồ tìm kiếm có được từ quảng cáo được thực hiện thông qua trình duyệt Safari. Các nhà phân tích ước tính nếu thỏa thuận bị hủy bỏ, nhà sản xuất iPhone có thể phải chịu mức giảm 4-6% lợi nhuận. Phán quyết của tòa liên bang không chỉ đặt Google vào tình thế khó khăn về tài chính mà còn mở ra một phiên tòa khác nhằm tìm kiếm các biện pháp khắc phục đối với Alphabet, bao gồm khả năng chia tách công ty. Đây là một diễn biến có thể làm thay đổi cục diện ngành quảng cáo trực tuyến, nơi Google đã thống trị suốt nhiều năm qua. Ngoài ra, phán quyết này có thể mở đường cho các vụ kiện tương tự đối với các công ty công nghệ khác, đặc biệt là Facebook và Amazon. Những công ty cũng đang bị cáo buộc lạm dụng vị thế thống trị của mình trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chuyển động kinh tế là bản tin cập nhật những tin tức liên quan đến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, chính sách phát triển của kinh tế Việt Nam hay những biến động thị trường. Chương trình sẽ được phát tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên và bật nút chuông để có thể nhận được thông báo về những tin tức liên quan đến tình hình kinh tế trong và ngoài nước mới nhất. Đến giờ thì thời lượng của bản tin cũng đã hết. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phương Thúy xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kinh tế tiếp theo.